Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Brain VC. Tiếp tục cái chuỗi video giới thiệu các cái nền tảng phần cứng trong nhà máy thông minh. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm máy tính sử dụng cho các cái ứng dụng liên quan đến Machine Vision, liên quan đến xử lý ảnh AI trong nhà máy. Và cái dòng sản phẩm mình muốn giới thiệu cho anh em đây là cái dòng sản phẩm Embed Box PC Intel Lee i13 của nhà Aeon. Và cái dòng sản phẩm này có những cái đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu cho cái video này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Nói về cái dòng sản phẩm Embedded Box PC này thì đây là một cái dòng sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp. Với các cái đặc điểm như là chống rung sốc khi mà cái dòng sản phẩm này cũng khá là đầm tay với cái thiết kế chất liệu thép bao bọc bên ngoài. Và tiếp theo thì đương nhiên rồi, do là áp dụng theo tiêu chuẩn công nghiệp cho nên là nó sẽ chịu đựng được trong cái dải nhiệt độ khá là rộng từ 0 cho đến 60 độ C cùng với cái độ ẩm lên đến 90%. Về cái thiết kế giao diện cổng I/O thì nó cũng được trang bị các cái cổng I/O cơ bản. Thì ở đây thì anh em có thể thấy mặt trước của cái con box PC này, box PC công nghiệp này, ở đây chúng ta sẽ có hai cổng LAN. Trong đó một cái cổng LAN sẽ có tốc độ là 2.5 Gb, gấp 2.5 lần so với cái cổng LAN còn lại, tốc độ chỉ là 1 Gb thôi. Chúng ta sẽ có tới 5 cái cổng USB 3.0. Đó. Về xuất dữ liệu, về xuất tín hiệu hình ảnh thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái cổng DisplayPort và một cổng USB Type-C xuất các cái tín hiệu hình ảnh 4K. Đó. Về mặt bên cạnh ngoài này chúng ta sẽ có một cổng HDMI này. Đó. Cũng cho kết nối đầu ra dữ liệu. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng cấp nguồn. Nguồn này sẽ là nguồn nguồn đầu vào của box PC, sẽ nguồn 12V để một chiều. Và hãng cũng cung cấp cho chúng ta thêm một cái adapter chuyển đổi với công suất lên tới 330W, bởi vì chúng ta còn phải gánh, vì con nguồn này còn gánh thêm một cái cạc đồ họa rời nữa. Đó. Và đây là cái thiết kế mặt mặt sau của thiết bị. Đấy. Và ở mặt trước này, chúng ta có thể thấy là không như các cái dòng máy tính pha LED thông thường, thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt, bởi vì sử dụng cái cạc đồ họa rời thì cái yếu tố sử dụng quạt tản nhiệt thì có vẻ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ mang lại cái hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Về cấu hình của con mini PC công nghiệp áp Intel Lee i13 này thì nó sử dụng cái cấu hình chip đến từ nhà Intel. Với các cái dòng chip có i5, i7, i9 thế hệ thứ 12 hoặc 13. Ở đây với cái cấu hình mạnh nhất thì nó sẽ sử dụng cái con chip có i9 12900TE. Chúng ta sẽ có tất cả là 16 nhân và 24 luồng. Với cái tốc độ xung nhịp lên tới 4.8 GHz, đủ để đáp ứng được tất cả các nhu cầu xử lý trong công nghiệp. Về RAM thì nó sẽ sử dụng chuẩn DDR5 SODIMM, loại RAM kiểu laptop, bởi vì chúng cần cái kích RAM có kích thước nhỏ để có thể gắn vừa trên con áp Intel Lee dạng mini PC này. Và chuẩn RAM DDR5 SODIMM là chuẩn RAM mới nhất hiện nay, với cái tốc độ xung nhịp gấp đôi so với những cái chuẩn RAM DDR4 thông thường, tức là nó có thể lên tới 6.400 MHz với tốc độ xung nhịp. Ngoài ra thì nó hỗ trợ cái công nghệ ECC trên RAM. Công nghệ ECC này tưởng như là nó chỉ có ở trên các cái dòng máy chạm, dòng server. Nhưng Aeon đã tích hợp nó trên những chiếc con mini PC Intel Lee i13 này để đảm bảo cái hiệu năng sử dụng và cái khả năng hoạt động được ổn định nhất. ECC là cụm viết tắt của cụm từ Error Checking and Correction.
RAM ECC được biết đến là cái thanh RAM có cái khả năng tự kiểm tra và tự sửa lỗi. Ví dụ như bình thường khi anh em sử dụng máy tính, đôi lúc xảy ra một cái trường hợp là cái phần mềm hay cái ứng dụng nó bị crash, tức là nó đột ngột dừng hoạt động và thoát cái ứng dụng đấy ra. Tức là lúc đấy RAM nó đang bị lỗi và RAM chưa có cơ chế tự sửa lỗi nên nó sẽ bị thoát cái ứng dụng. Tuy nhiên thì với tính năng ECC này thì nó giúp thanh RAM tự sửa lỗi khi mà có vấn đề gì xảy ra. Nên là RAM ECC có độ ổn định và hiệu suất cao hơn những cái RAM bình thường khác. Sự khác biệt vật lý giữa RAM ECC là trên RAM ECC nó có thêm một cái con chip cho cái tác vụ tự sửa lỗi này. Và những chiếc RAM này và những chiếc máy tính sử dụng RAM công nghệ ECC này lại cực kỳ phù hợp khi ứng dụng vào trong những cái giải pháp công nghiệp cần độ ổn định cao và hiệu suất làm việc ổn định trong một thời gian dài. Và tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái các GPU rời được tích hợp trên cái con chip hay được tích hợp trên cái con mini PC app Intel Lee này. Đây chính là cái điều khác biệt lớn nhất giữa app Intel Lee so với những cái dòng mini PC công nghiệp khác. Thì ở đây nó sử dụng cái card đồ họa rời Intel ARC A370 hoặc A350 GPU của Intel. Về chuẩn kết nối thì đây là một cái chuẩn kết nối khá đặc biệt cho những cái chiếc card đồ họa GPU rời trên những cái dòng mini PC, đó chính là cái chuẩn MXM3.1 Tia A. Và với cái card đồ họa Intel ARC A370 hoặc A350 được tích hợp trên cái con mini PC này, nó sẽ có 4GB bộ nhớ trên card đồ họa rời và hiệu năng của nó đủ để xử lý các cái tác vụ trong sử dụng trong AI công nghiệp, ví dụ như là kiểm tra bảng mạch lỗi trên dây chuyền sản xuất, vân vân. Và kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn, không như kích thước lớn giống như các cái dòng card đồ họa rời khác, nó nhỏ gọn như là một cái dạng module thôi. Và cái công suất tiêu thụ điện của nó đâu đó vào khoảng 35W đối với card Intel ARC A370 và 25W đối với card Intel ARC A350M. Và tất cả được thiết kế theo cái tiêu chuẩn công nghiệp, chịu được hoạt động tốt trong cái nhiệt độ cao cũng như là độ ẩm cao. Và tiếp theo đương nhiên rồi, những cái con máy tính đến từ nhà Aeon đều tích hợp cái công nghệ bảo mật TPM 2.0. Nó có dạng một cái module được tích hợp vào trong máy tính. Nó có tác dụng bảo vệ máy tính khỏi virus hay là các cái phần mềm độc hại. Ngoài ra nó cũng giúp mã hóa các cái mật khẩu hay là mã hóa các cái dữ liệu bên trong máy tính, tăng cường cái tính bảo mật của thiết bị. Một cái tính năng mà mình nghĩ thì nó cực kỳ cần thiết khi ứng dụng trong nhà máy, khi mà các cái doanh nghiệp sản xuất luôn yêu cầu cái tính bảo mật luôn phải được đặt lên hàng đầu. Về hệ điều hành thì nó cũng hỗ trợ các cái điều hành Win 10 IoT. Đây là một cái hệ điều hành dành riêng cho các ứng dụng trong công nghiệp. Nó là một cái hệ điều hành Windows, nếu mà so với các cái hệ điều hành Windows thông thường thì nó nhẹ hơn khá là nhiều, khi mà nó sẽ lược bỏ bớt các cái ứng dụng không cần thiết khi mà sử dụng trong công nghiệp, ví dụ như là Windows Store, vân vân. Và ngoài ra thì nó tăng cường bảo mật hơn khi mà nó tích hợp một số các tính năng bảo mật nhiều hơn so với Windows Pro thông thường. Ngoài ra thì cái vòng đời hỗ trợ Win IoT nó cũng dài hơn so với những chiếc Windows thông thường. Với Win IoT cái vòng đời hỗ trợ có thể lên tới chục năm so với vài năm trên Windows thông thường. Hiện nay thì Prime PC đang phân phối chính hãng cái dòng sản phẩm Embedded Box PC Intel Lee i13 cũng như các cái dòng sản phẩm khác của nhà Aeon với chính sách bảo hành chính hãng trong vòng 24 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với Prime PC thông qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc là click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em muốn mình làm những cái video phần cứng nào về các cái ứng dụng trong nhà máy thông minh đó, hay là muốn mình đề xuất làm về cái dòng sản phẩm nào thì anh em hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới nhé.
Và anh em cũng đừng quên cho Prime PC một like, một subscribe, cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà Prime PC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.